nhằm góp phần tổ chức chu đáo thành công lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ chiến sĩ trạm thông tin A69 tại Hang Lền Hà, xã Thanh Hóa. Ngày 2 tháng 7 năm 1972, ngày 2 tháng 7 năm 2022, huyện Tuyên Hóa đang tích cực phối hợp cùng lữ đoàn 134 binh chủng thông tin liên lạc trong việc hoàn thành công tác chuẩn bị. Tại khu di tích lịch sử Hang Lền Hà, xã Thanh Hóa, mọi công tác chuẩn bị cho lễ tưởng niệm đang được triển khai thực hiện khẩn trương. Tuyến đường vào Hang Lền Hà do Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành. Công trình có chiều dài 2,6 km, rộng 10,5 m với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Bên trong khu di tích, các lực lượng của Lữ đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc đang gấp rút phục dựng lại một số tượng tích lịch sử quan trọng trong khuôn viên khu di tích, gắn với quá trình sống, sinh hoạt, làm việc của cán bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69 trong thời kỳ chiến tranh. Chúng tôi đang thực hiện cái chủ trương của Thường vụ Đảng ủy binh chủng cùng với huyện Tuyên Hóa là tôn tạo lại những cái khu chứng tích của các anh các chị ngày xưa là ở tại cái khu này. Và hiện nay thì đối với cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 34 cũng đang rất là tích cực, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng với tiến độ công việc thì chúng tôi cũng phấn đấu là từ nay đến ngày 26 tháng 6 thì sẽ kết thúc và củng cố rồi để chuẩn bị cho cái ngày tổ chức cái lễ tưởng niệm 50 năm, tức là vào ngày 2 tháng 7 năm 2022. Bên cạnh thực hiện các công trình chuẩn bị cho lễ tưởng niệm, huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan trên nhiều tuyến đường tại thị trấn Đồng Lê, xã Thanh Hóa, nhất là tập trung lao động vệ sinh, cắm cờ dọc tuyến đường vào khu di tích lịch sử Hang Lền Hà. Xã Thanh Hóa thì đã tập trung cả cái phần việc được giao theo kế hoạch của huyện và đã triển khai các hoạt động, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền về cổ động trực quan và đặc biệt là tuyên truyền là trên băng rôn rồi pano áp phích. Bây giờ thì đến thời điểm này thì chúng tôi là cơ bản là hoàn thành cái công tác này và đang còn phối hợp với là các tiểu ban của huyện để triển khai các cái công việc còn lại. Lãnh đạo ủy ban đã thành lập ban tổ chức và các tiểu ban hậu cần, tiểu ban tuyên truyền và phân công cho tất cả các thành viên là các cơ quan ban ngành thị trấn Đồng Lê và xã Thanh Hóa thực hiện các cái nhiệm vụ cụ thể được giao, trong đó tập trung vào cái công tác tuyên truyền các cái cơ quan ban ngành cũng trên tinh thần cái trách nhiệm của mình thì cũng đã chuẩn bị cơ bản các cái điều kiện để chuẩn bị cho phục vụ cho cái lễ tưởng niệm. Sắp tới đây là cái tuần cao điểm thì lãnh đạo ủy ban cũng chỉ đạo tất cả các ban ngành tiếp tục triển khai một cách quyết liệt hơn và khẩn trương hơn, trên tinh thần là chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc tổ chức cái sự kiện Hang Lền Hà vào ngày 2 tháng 7 sắp đến. Hang Lền Hà thuộc bản Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa là nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69 vào ngày 2 tháng 7 năm 1972. Lễ tưởng niệm 50 năm, sự kiện Lền Hà do huyện Tuyên Hóa phối hợp cùng Lữ đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc thực hiện. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 7 năm 2022 tại khu di tích lịch sử quốc gia Hang Lền Hà với nhiều hoạt động quy mô, quan trọng liên quan đến sự kiện.